đúng rồi, không phải là ấy, tại vì mình gặp là không phải là đẻ ra xin tiền, vì mình thấy á mới có giỏi lắm là 3 tầng à, 3 tầng thôi, là ngồi ngay đường cô Giang cô Bắc á, mà trời mưa lâm râm râm mà nhỏ còn đỏ hỏn gì đó, một đó, đó ngồi xin tiền ngay đó đó. Chính chú thấy luôn ha, chú đi làm gác bằng đêm mà lu nào chú cũng thấy chứ bộ. Dạ. À, chú làm gác mà rồi bắt đầu cái à, thằng chồng á thì nằm ở trên chiếc xe ba gác mà đi lụm da chai mũ rồi đó, xây rượu ha, mình đổ chắc cũng xây rượu làm đó, còn mấy đứa con đi lang bang ra lộ vậy đó, mình sợ xe. À, xe như mấy đứa còn quá trời nhỏ luôn, nhỏ đó đâu có biết, mà đâu có nhận. Lông rong 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 mình chạy giấc tối, xe lớn mình chạy mình còn ớn nữa đó, khi mà nhỏ à, rồi mình thấy vậy mình cũng mua bánh kẹo đồ cho ăn hoài vậy, mà đâu biết là lại là cái nhỏ này người đó. À. À. Cuối cùng là biết là con của chị này. À. Trời đất ơi. À. Là trong cái thời điểm, trong cái khoảng khắc mà chú thấy như vậy, là lúc đó là mấy đứa con rồi? Lúc đó là 4 đứa rồi. À, 4 đứa rồi. Làm 3 đứa lớn, 1 đứa là nhà còn đỏ hổn. Chính xác là chị là bao nhiêu tuổi? 26 tuổi chứ nhiều. 26 tuổi mà 4 đứa con. Để giữ trời. Mấy đời chồng chứ? Mấy đời chồng thì mình không biết, như... mà rốt cuộc là mình nghe thôi á, coi mạng đồ á, là một đời chồng trước. Là dạ. cái thằng quỷ này nó đi xuống nó nói chuyện là cũng bà lành lắm á, thằng đó đó bà lành đó, cái thằng chồng trước nghe là chồng là ông già của nhỏ lớn chết đó, nó chết chồng sau thì 2 đứa nhỏ với đứa nhỏ nữa mới đẻ đó. Chồng sau là 3 đứa thì con cái đó thì con biết. Tức là đẻ cách nhau cũng 1-2 năm gì là đẻ đứa rồi, 1-2 năm mà đẻ đứa rồi. Đúng rồi. Rồi đẻ xong là bắt mấy đứa nhỏ đi xin tiền vậy đó. Đúng rồi, đi thấy là đi xin luôn á, rõ ràng. Nhiều khi anh đi làm đêm á, nhiều khi cũng có cho tiền cũng có. Cho như 5.000, 10.000 có nghe chứ đi làm gác này tiền đâu cho nhiều. Nhiều không có đúng không? 50.000 có để cho mấy đứa ăn. Cho mấy đứa nhận bánh phải không chú? Ngọc là xin tới ban đêm luôn hả? Đúng rồi, ban đêm cũng quá xinh đó nghe, nghe đứng ngay góc đèn xanh đèn đỏ ngay đường cô Giang cô Bắc á, dưới là ngay chân chỗ dốc cầu đúc mình nè, cầu nhà thương đó. Trời là cái đường ấy rẽ xuống phường Vĩnh Bảo, đường mới mở đó, là ngồi ngay dốc cầu đúc đó đó. Khổ quá ha. Là thấy nhiều cái mình, con mình ấy, còn mình thấy mấy nhỏ đó thấy tội quá, tội mình nghe. Thấy ấy. Anh Ngọc là anh Mộc là cha của bé Ngọc. Mình không chính xác biết là cha của cái trẻ, mình cũng chưa biết. Tại vì là nghe nói là trên ấy là nó là cha của nó thôi. Chứ đâu biết chồng lớn làm sao vậy. Chứ không biết chồng lớn chứ chồng xuống. Cũng nhiều không biết. Con kia là nó lớn rồi, nó chết tới nhỏ 8 tuổi đó. Thì là chỉ là nói là con nhỏ đó là nói là con của anh Mộc đó thôi, chứ mình đâu có biết nha. Rồi hàng ngày anh Mộc biết anh Mộc làm cái gì không? Mình cũng không biết nữa. Không biết. Tại đâu ấy được, mình chỉ đâu, gặp qua đường thôi. Gặp ở ngoài đường không. Gặp ngoài đường không chứ đâu chú biết. Chú đi gác thì chú thấy, chú biết được người ở đó đó gì đó. Tại sao này nghe nói đi bán vé số phải không chú có thấy không? Không thấy bán vé số, mà thấy xin là nhiều. Bán cái số ít mà xin này nhiều. Trời ơi, nhiều khi mẹ quýnh giấc tối mà trời mưa lâm râm quýnh nhỏ, trời ơi trời muốn lên bờ xuống ruộng. Tại sao lại quýnh? Ai biết, cái chuyện gia đình ta sao mình biết được. Mẹ chú thấy luôn mẹ hả? Thấy quýnh luôn á, quýnh ngay cổ đất luôn á. Quýnh bé nào, bé Ngọc hả? Quýnh bé Ngọc á. Trời đất ơi. Nhỏ chết á. Sao mà mẹ mà quýnh con dữ như thần như vậy? Là chứng kiến chú thấy luôn hả? Thấy luôn chứ không lẽ không thấy trời. Đi làm gác làm gì không thấy đâu. Đi ban đêm không? Tầm khoảng mấy giờ chú? Tầm khoảng là 7 giờ. Sao mấy 7 giờ? Chắc con nghĩ là không nghe lời, không đi xin tiền hay là cái gì đó, đi chơi vòng không chịu đi xin tiền quá. Biết cái đó mình cũng không biết được. Chứ nghĩ vậy. Hay đánh thôi. Hay là gì đó. Hả? Là hư hay là gì đó? Đó mình cũng không biết được. Mà thấy quýnh mẹ quýnh thôi. Theo như chú thấy người mẹ ruột mà quýnh đứa con như vậy rồi chú thấy mình cũng thấy bức xúc lắm. Thấy bức xúc hả? Mà đâu nói được. Bức xúc. Trời ơi. Mà con nhỏ này nó nói câu vậy cũng nó đi cũng thanh thản rồi, mà đi tội nghiệp nó là không có quần áo thôi. Quần áo bằng trong người thôi, tội nghiệp nó thiệt nhỏ này. Là đi không bằng quần áo luôn.
mất mà không có quần áo để mà. Bữa nghe nói coi camera thấy mặc quần màu xanh mà chú. Nghe nói không mặc quần áo thì ra biết đâu. Tại bữa nghe anh Tý lần á, người thì nói không mặc quần áo, người nói mặc quần không mặc áo thì đó mình cũng không biết được. Nó dẫn hai ba đứa em xuống đây nè. Là mục đích nó đi lượm ve chai. Dạ. Đó là cái lời cái ông kia ông nói lại cho tôi nghe nha. Mục đích là ba đứa này đi lượm ve chai. Nhưng mà thấy hai đứa em nó nhảy xuống sông. Hồi đầu xuống cái ông Phước đó đó, ông câu cá, ông mới đuổi lên. Cái ông Phước Bình Phường Vĩnh Hiệp này nè, ông câu cá, ông mới đuổi lên. Ông đuổi lên thì nó lên rồi, một lát nữa hai đứa nó xuống. Lý do nó xuống là em nó nhảy xuống, nó mới nhảy xuống để mà nó dứt em nó lên. Nhưng mà cuối cùng thì cái ông Phước câu cá đó, ông thấy hai đứa nhỏ thì ông mới kêu lên được. Thì ông kêu là xuống vớt, là ông vớt cái đứa đó, người ta cái ông cầm đó ông vớt cái đứa nhỏ trước. Yeah. Rồi xong rồi nói còn đứa nữa, rồi người ta mới lặn xuống vớt sau, là vớt rồi hai đứa nhỏ. Con nhỏ này nó nhảy xuống là như kiểu người ta không có để ý, thành ra tới hồi chết thì người ta không có biết gì đó. Đầu đuôi nó như vậy, còn cái chuyện mặc áo hay không kia, thì không hiểu. Nhỏ kia, thằng kia té xuống rồi là mất rồi, chìm luôn rồi, thấy người ta mò ra luôn hả cô? Té xuống như kiểu nó đang lộn. À, đang lộn hả? Rồi hồi đầu á, là cái ông kia kìa, cái ông Phước kia kìa, ổng mới nói là cái bữa đó ổng câu cá ở đó. Dạ. Thì ổng thấy hai đứa nhỏ xuống, ổng đuổi lên rồi. Nhưng mà mục đích nó xuống đó là để nó lượm ve chai. À, lượm ve chai. Nhưng mà khi mà ổng xuống á, ổng thấy thì ổng đuổi lên cái ông mê câu cá nữa thì nó xuống nữa. Nó xuống nữa thì nó té xuống dưới. Dạ. Thì ổng thấy nó lộn, ổng mới chạy lên ổng kêu. Hồi mới té nó ổng kêu là cái ông đầu trọc, ông canh gì đó xuống dưới từng đứa. Rồi là lên á thì nói còn đứa nữa, bị hồi nãy thấy hai đứa. Cái ông Phước không nói còn đứa nữa, người ta xuống người ta mò được đứa là hai đứa. Cô, con ngắt lời nãy, cắt lời cô chút xíu cho cô nha. Tại vì trong những ngày qua đó, con cũng nghe bà con chồng xóm là mấy đứa nhỏ là xuống tắm thôi. Dạ. Chứ không phải là mục đích đi lượm ve chai. Thì nó là đi lượm ve chai, nhưng mà nó nhảy xuống dưới đó là nó làm cái gì mình không biết, tắm hay làm gì. Dạ. Nhưng mà ba đứa thường nó đi lượm ve chai. Thường ngày là đi lượm ve chai. Vừa đi xin tiền, bây giờ đi bán vé số, bây giờ đi lượm ve chai. Không, mà giấc trưa đó là ba chị em bán vé số là chưa thấy là bán. Chưa thấy bán. Nhưng mà có được thấy là đây đèn xanh đèn đỏ là đi xin là nhiều. Chú đây thấy xin, còn cô đây thấy lượm ve chai ha. Có lượm, cô là cô đi nhiều khi ông già sao cũng đi lượm ve chai nữa nha. Có xe ba gác nữa. Đó cô thấy đi lượm ve chai. Có xe ba gác đi lượm bằng đêm nữa đó. Ve chai mà cô đi uống cà phê ở bển là con nhỏ em của chú á, không thấy nhiều khi lượm bọc lon với giấy đồ á. Thì con suy nghĩ chắc là mấy đứa bé nhỏ quá nó bán xe số nó con không biết nó bán rồi con. Cô không suy nghĩ như vậy nhưng con không thấy cô không. Tại vì biết sao không? Ở đây là cô đây là chòm xóm ở đây nè, cũng khu vực ở đây không à. Nhưng mà cô có thấy được là cô sẽ nói là thấy được. Sao nói như vậy, sao nói vậy thôi. Đi lúc đi uống cà phê thì thấy mấy chị em nó có đi lượm ve chai thiệt. Nhưng mà cái bữa trưa đó thì cô không biết, chỉ có cái ông kia ông nói lại thôi. Ông nói là ông thấy hai đứa nó xuống rồi, còn chị nó thì trên bờ, nhưng mà ông thấy hai đứa nó xuống, ông đuổi nó lên, thì ông câu cá ông đuổi. Nhưng mà tới sau nữa đó ha, là tới hồi mà nó xuống thì ông không có để ý đó, như kiểu mê câu không để ý. Tới mà nó lộn xuống sông rồi, ông thấy nó lộn, ông chạy lên ông kêu, vì cái ông đó ông bị tai biến rồi. Ông dám nhảy xuống dớt. Nhảy xuống là sợ chìm luôn. Sợ như vậy xuống nhiều khi thêm mất tích thêm một người nữa là sao? Ông đó lớn tuổi rồi, ông sáu mấy rồi. Bữa nay ngồi đây mình mới biết được cứu được hai bé may mắn. Cứu được hai đứa nó, còn nhỏ kia chắc tôi độ theo nó nhảy xuống là do em nó nhảy dưới nó mới nhảy xuống. Xuống cứu em. Cũng như là gán cứu em đúng không? Nói với mẹ em nói. Chào cô. Thằng cháu của em. Là em nó không bao giờ kiếm được, tại vì em cũng đi lặn lội em đi kiếm. Ở cháu của cô là cũng không có ở đâu cô, không có kiếm gặp luôn. Ngoài biển ha. Rồi bắt đầu nó về. Không biết lội là xuống cái giả đi lắm, bao vỏ đi kiếm lượm hết người ta cứ đồn, người ta thấy khác nổi sắp nổi đi kiếm hoài đó rồi. Không kiếm đâu. Con té xuống á hả, lại dưới thì có cái hang lớn lắm. Người ta nắm người ta kéo con xuống rồi. Cái đó ai nói cái kiểu nằm chim bay đó nhập sát về nói vậy luôn. Nhập về nó nói vậy. Có cái hàng ở dưới, có hàng lớn lắm. Tại sao có hàng lớn lắm, cái về cái nó nhìn nhà cửa nè, người ta nhập vô người ta cái nó nhìn nhà nó đấy, của nhà mình sao giờ lạ quá vậy.
cái nói dưới số rồi các cái nhà lạ, nó nói ừa bởi vì con thấy nhà lạ, bây giờ hồi xưa nhà mình nhà lá mà, nó đúng rồi, cứ về nó nhìn nhà đó. Mà cô nghe đó, có bao cô hai trẻ hả? Ai đây cháu cô? Cháu ruột. À cháu ruột cô hả? Có ừ. Cái đó này là có là 28 tuổi thôi. Tới giờ cũng không tìm thấy luôn ha. Không, mất luôn. Mất biến luôn. Chết luôn bao vỏ ha, đi người ta cứ đồn cho mấy xác nổi xác. Mà cái này lấy gì theo như cô mà bây giờ là theo như cô là bé Ngọc mấy ngày rồi làm gì còn nữa, chỉ còn một xương thôi. Một ngày đúng rồi. Nó chìm xuống rồi. Anh biết đó hả, là tôi dám bao vỏ hoài, nhưng bao vỏ đi là tôi nói mà sống đánh là tỉnh thôi là chìm chết luôn đó đó. Nó mà còn nói một câu với mẹ nó, mẹ nói tôi chết xong chết vợ chết bội đừng gặp mặt tôi gì nữa mà. Dạ. Cái kiểu như nó cũng có cái lần trước nó trước rồi, cái đêm trước, đêm trước rồi. Cái thằng này nó đi nó dắt cái thùng nước, nó dắt cái thùng nước mà nó té đó, mà kiểu như ghe đang chạy nè. Rồi té không hay. Muốn chính xác biết hai vợ chồng nó là lại ngay quán hủ tiếu mà ngay trang chủ cầu rút quán bán giấc tối đó. Yeah. Ngay quán đó đó, đường quẹo xuống Phường Vĩnh Bảo đó. Vậy là cái quán hủ tiếu đó là lúc mà con bé Ngọc nó còn sống nha, là lãng giảng ngay chỗ đó đó. Là cái chỗ em đi làm gác đó đó. Ngay chỗ quán hủ tiếu á, quán hủ tiếu mà ngay trang cầu rút đó. Bây giờ không bao giờ kiếm được, dứt khoát không bao giờ. Theo như hai cô nghĩ là không kiếm được xác hả con? Không. Cô nói như vậy nè, chị cháu của cô nó đã có việc. Nói là bữa nay hai cô người ta sẽ xuống và tìm nữa rồi. Mà như vậy nè, cô nói nè, khi người ta chết xuống dưới sông, đàn bà thì chết lật ngửa lên, đàn ông là úp sấp sát xuống. Nhưng mà khi giáp tử á, là người lớn đấy ăn, nó nổi lên, con nít cũng vậy, nó nổi lên. Mà khi mà mới về chết xuống đấy ăn, khi mà nó uống nước vô rồi ăn là nó giọt lên cái vậy nè. Đó, nó giọt lên. Ai mà thấy được lúc đó là chết là dính, mà chưa chắc đã sống. Đó, cô nói, cô có mấy đứa cháu chồng nó ăn là nó té xuống ao xuống kinh này nè, ở nhà ở dưới ruộng gần đó, là nó uống nước vô hơn cái lỗ đít nó chống phọc vào. Mấy đứa đó khó cứu lắm. Coi như là lúc mà nó chìm xuống, khi mà nó nhả nước nó nổi lên, lúc đó ai vớt được, cứu được là cứu lúc đó. Còn con cứu khi nó chìm xuống rồi không bao giờ cứu được. Giáp tử nó nổi lên là nó chết. Khi mà nó chết nước tình thì nó còn nổi ăn. Nhưng mà tới hồi mà cái xác mình thịt này nè, nó nứt ra, nó vừa bị nắng vừa nông nước nó nứt ra, nó gã từ khi mà nó nổi lên nó chìm xuống là rồi không bao giờ là giờ kiếm được đâu. Nói thiệt luôn nè, con nói đó là theo kinh nghiệm, cái kinh nghiệm hồi xưa đến giờ đúng rồi, xưa đến giờ. Ừ. Rồi. Con cảm ơn cô nhiều cô nha. Con chúc cô chú đi sức khỏe nha. Làm ăn trên con đường làm ăn lúc nào cũng thành công phát đạt. Cũng gần năm mới rồi ha. Đấy rồi. Không biết là năm mới con có ghé đây nữa. Năm mới là vui vẻ nha. Dạ. Rồi. Để con có ở Sài Gòn. Rồi xuống đây đặng ơi. Đó chú cũng ở trên Sài Gòn ở khu nghiệp Vĩnh Lộc á. À khu nghiệp Vĩnh Lộc biết. Chú ở đó là 21 năm á. Khu nghiệp Vĩnh Lộc là khu gần khu quận 12. Ngay đường người mẹ người. Đó thấy không? Làm ăn đi xin đủ. Cho ăn cơm với muối ớt. Dạ. Anh học xin luôn. Tết ta, đây kìa. Xin tiền không đủ 300 ngàn là cho ăn cơm với muối ớt. Ăn cơm với muối ớt. Dũng thứ 8 tuổi sao ăn với muối ớt nổi. Cái gái đó sao nghe kể bất hạnh quá trời trời. Cha thì không thương. Cha gì đâu phải cha nó. Cha nó ở mẹ thì nó lại hành hung rồi dẫn đi đi sinh. Đâu có 1 2 tháng thì đi luôn. Đó, ba cha nhỏ này nè. Cái câu chốt của thằng nhóc này nói nè, thằng nít là sao biết câu đó được, có nói là nó cứ chết bờ chết biển chết chừng chết đường ngoài đường chết sông chết vợ, nó cũng không bao giờ kêu mẹ nó, không bao giờ cho mẹ nó tìm thấy xác. Và con nít là không biết bây giờ, không bao giờ biết nói dối hay mấy giờ, không bao giờ nói dối, con nít là không bao giờ biết nói dối, nó có sao nói vậy. Hôm qua là con nói thiệt chứ, mà khi mà con nghe được cái thằng bé nó nói chuyện của con vậy á, con ước gì là con không nghe được cái câu chuyện đó luôn á. Dù bất hạnh quá trời bất hạnh luôn á. Mình bức xúc luôn á. Ồ mình tội nghiệp con nhỏ đó mà mình bức xúc luôn. Chính xác. Mình giống mình ước gì mình không nghe được cái cuộc trò chuyện đó luôn. Giống như là tự nhiên con đang ngồi uống cà phê biển á,
mà thằng bé mới nói là nó mới nói nó là nó là bạn của con bé Ngọt. Nó mới nói con nó là bạn của bé Ngọt, nó bán cái số chung bé Ngọt mà chơi chung bé Ngọt và nó biết rõ hết gia đình luôn. Mà hàng ngày bé Ngọt bị mẹ nó quýt đi sau á là nó kể hết luôn từng tập luôn. À, con nhớ cái chi tiết nãy của nó, con bé nói đó là một ngày mà sinh không được đủ 300.000 là bị đánh. Mà không được, không đủ tiền á là ăn cơm với miếng ớt. Mà có tiền á là đem lấy tiền nó đi bắn cá. Ờ, à, là có tiền nó đi bắn cá. Mẹ nó chơi bắn cá hay trời. Chị bởi mẹ nó chơi bắn cá. Rồi rồi á, khi mà quýnh con á, khi mà quýnh con rồi chú biết không, à, ai mà vô căn á là lấy mắm tôm với nước sơn tạt nhà người ta luôn, quýnh lại người ta luôn. Trời đất ơi, bé 8 tuổi mà bắt đi đi kiếm một ngày 300.000. Bây giờ nó nói dối được. Bây giờ mình thì có người lớn nhiều khi mình lao động vô được 300.000 ngày nữa cô. Chính người lớn mình đi làm mà mình thấy thường xuyên bị quýnh luôn á. Đó chứ không phải là ấy đâu, mà tới con nít này nó kể là đúng rồi đó, chính xác rồi đó. Chứ đâu phải là mình sao biết không, như là con nhỏ này nó cần có tâm sự nó kể cho thằng này nghe nè. Trời đó, chứ không phải thinh không mà có 8 tuổi mà bắt đi xin ngày 300.000 trời. Mà cho nó thì đó là bây giờ đừng có nên mà cho tiền hai vợ chồng đó. Ừ, cho hoài là không, cho hoài là cũng vậy à, càng sai nhiều đi càng mình cho đi, càng cho là càng sai đó, chứ không phải là ấy đâu. Cho ờ mình giết nó bữa luôn. Bữa con lại con thấy chị Ngân là mẹ của bé Ngọc á, giữ ba đứa con thấy tội nghiệp lắm. Ai không tội nghiệp, ai thấy tội người nghiệp mà tới chừng mà nghe rõ hết á, đi xác minh đầu nguồn gốc hết á rồi mình mới biết. Nhưng mấy cô mấy chú ở đây biết mọi sự việc thì nghe kể là tội nghiệp cho bé Ngọc quá. Cho nó mang bà quen cũng như là anh em là bên mẹ đó. À, tại vì chỉ như là nó đi xin cái đồng tiền lớn nó quen rồi, ví dụ như 5.000-10.000 rồi, nhưng mà cho nó 2.000 nó lấy mua bản thân nó buôn lắm, ngày nào thì cũng đi lợi, nó bán không cho tiền, nó không tiền nghiệp nó cho nó ăn bánh ăn là mua cái này kia nọ cho ăn thôi chứ bán không cho tiền. Nhiều khi mua mua đồ ha, mua đồ bánh trái vô còn lại 50.000 cho luôn, cho bánh trái cho còn 50.000 cho luôn. Cho 2.000 ai mà cho 2.000 thấy chưa, bà nói gì bà ở nhà như là nó đi sinh mỗi ngày ra nhà ăn xà bếp nó biết tiền, nó biết tiền ai cho 2.000 không lấy ai đâu có tưởng mà không biết cái con nhỏ này nó còn sống nghe là nó không có sung sướng gì đâu. Cổ đúng rồi. Mà đồng tiền là nó xin về nó đưa cho mẹ nó không à. Cho ngoài ra nó lấy nó xin nó biết ăn uống rồi cho tẩm bổ nó thì cũng được đi. Còn này mẹ nó không biết lo cho con cái bắt con đi xin á. Rồi 300.000 một ngày rồi mà không được 300 bị quýnh rồi lại rồi cho ăn muối ớt nữa thấy là ví dụ đau lòng đứa bé lắm đi sinh ngày 50-100 thì cũng vừa sức nó rồi đúng không. Đó mình nghe mình cũng bức xúc luôn nữa chứ không phải là gì một tháng tới gần 10 triệu bạc thì bé mới có 8 tuổi rồi sao mà bây giờ này như tôi cưng nè có con tôi cưng con cưng nhau đó lỡ người ta không cho đồng nợ cho người sao để nhỏ đó ăn đòn tiếp bây giờ đó. Trời. Người ta không cho thì nhỏ đó ăn đòn tiếp thì nó như ngày nào cũng đánh như nó hết cái tội nó rồi đó, mà nhiều khi á mình có con này mình cưng như trứng mỏng á đi sợ con á nó bị mưa gió nắng nâu gì đâu mưa sợ lạnh là mình sót rồi đó mình sót cho con mình luôn mà ai đâu bắt con nít mà đi xin tiền xin bạc đó. Không có cái anh kia anh ngồi ở đây nè, con anh là chơi chung với bé Ngọc á mà anh ngồi đó anh khóc anh nói con ơi, nổi lên đi lạnh lẽo lắm tội nghiệp con. Ôi trời anh người ngoài mà anh còn khóc, nó gặp con tôi khóc chắc chết luôn mà cha mẹ nó bình thường. Ừ thấy cha mẹ nó bình thường lắm. Đâu, nghe mẹ nó đăng lên nó nghe mẹ nó nói là mẹ nó không lại đây là đây ai cũng chửi mẹ cho nên mẹ nó không đi ra. À nói à, bà nó giáo thôi Ngọc ơi con nổi lên đi. À, con cho mẹ vớt được đi về mẹ không đánh con nữa đâu bà Ngọc nói câu trời ơi cái gì nghe câu gì mà nghe thấy gì ấy vậy gì rồi bữa đó tôi nói nè mẹ không đánh con nữa đâu mà con nổi đi cho mẹ vớt khác bà Ngọc ơi má ơi nó chết rồi còn nói con không mẹ không đánh con
Bây giờ chắc là ăn hận rồi đó. Ăn hận gì bà? Ăn hận gì? Trời ơi, bà ăn năn còn chưa. Ăn năn còn chưa muộn nữa ăn hận. Em nói bà đâu có khùng con trang đâu, nói bà cứ tưởng em nói khùng khôn á, đi kêu con xin tiền ra giá mà khùng. Bà ăn đạn thì có chứ ăn hận gì. Bà mà khùng, khùng khôn bà cố. Bữa đó đó ông Phúc nhà má ổng câu ở bên đó đó, ổng mới đi kêu người ta chết được không phải biết sao không thằng ông Phước bà Ngọc đó phải không? Ừ. Ok nè. Thằng Hầu nó nói là nó bên đây nó nhìn qua là nó thấy ông Phước ông ngồi đó. Ông câu cá. Ông la lên không có ai để cứu hết trơn. Ông chạy lên bờ ông kêu ông Tâm nhảy xuống, ông nắm ông Tâm nhảy xuống, Tâm vớt được cái thằng đó. Ở bên đó bây giờ thì ta nói vậy, cứ lúc đó thì đúng chi thì vớt được Tâm được không? Trời ơi, vớt được hai đứa nhỏ còn lúc nhỏ mới đầu quá chế thấy không? Em ngồi chỗ đó hai điểm tiếng gì? Giòn không nè, ai cũng giòn. Mấy chục ông Phước nhàn đó, ông câu cá, ông đủ nó lên lần rồi, lần sau nó xuống nữa, ông không có để ý. Đây nè, bà hai lĩnh rồi đó, chỗ cái miếng mướp đó kìa đó, tự nhiên cái nó quặn á, cái nó khụt cái miếng mà như cái miếng mà đen đen mà của tao miếng ghe đó. Mà nó khụt lên, ta kêu nó quặn cái đó, không ai nhảy. Sắp tới chưa? Thằng Hầu nó bên đây nó la muốn gần chết. Không ai nhảy chưa đó. Ông Phước đó ông sao không mấy tuổi thì đó, phải không có ông Phước câu cá nó không cũng không dễ gì vớt được hai cái nhỏ đâu. Ông câu cá ông còn câu dài dài mấy bữa sau này nè, bữa nay sắp đầu đầu Phước cũng mới bán đầu đi cho em không. Mọi mới bán tự nhiên đâu mà ông qua bệnh nhanh dữ trời. Ông đi câu cá đó, đậm mới bán ông đổ lội được, ông bị tai biến mà. Ông sáu mấy tuổi rồi sao mà lội giác không? Mà ông la ông Phước và Ngọc á, ông chạy lên ông kêu đó, ông Tâm nhảy xuống vớt đứa với cái ông đầu trọc vớt đứa đó. Bà đã bắt khủng gì bà khủng khôn, nếu mà khủng ông xin về bao nhiêu lấy bao nhiêu đó. Mà biết chơi bắn cá nữa, trời ơi, khủng mà biết chơi bắn cá nữa, này sợ có quýnh bài luôn á, là quýnh số đề luôn đó. Hả? Có luôn. Sợ. Có luôn á hả? Bắn cá thì mình độ chắc cũng có là quýt bài quýt số đề luôn. Thì cái mấy cái tệ nạn đó chắc cũng luôn cùng dòm lên cùng chứ có gì đâu. À, bởi vậy mới xin số tiền lớn vậy đó. Suy nghĩ là như vậy. À, mình cũng suy nghĩ vậy đó. Bây giờ có luôn nếu mà bà con thương thì đừng, nếu mà cho nó siêu thoát sớm đừng có cho nó đừng cho tiền cho mẹ nó tiền. Không khác mà cho tiền mới là giúp cho mẹ tạo nghiệp chứ làm gì. Tạo nghiệp chính xác là giúp tiền tạo nghiệp luôn á. Không có đó là thật sự. Bữa giờ đó là con là cho tiền cha mẹ mà mình là con một ngày á, hôm nay hôm qua ngày hôm trước hôm nay tối ngày hôm trước ngày hôm qua là con nhận khoảng 5.000 cục gọi từ những thầy bà lên đồng đó. Thầy bà mà gọi tụi con chuyện bị tiền biết giúp con thầy bà gọi nhiều lắm rồi á, mà con biết tiếp nhận bên nào luôn thôi, thì con không dám tiếp nhận điện thoại nữa. Mạnh Thường Quân thì gọi ẩm mầm luôn, tôi nói là không nhận. Tại bây giờ chưa xác định được nhà ta thế nào, không nhận lắm. Tôi biết sao mình giúp cho cha mẹ biết rằng người Mạnh Thường Quân người ta cho tiền, nhưng mà giúp không khác nào hại cho cha mẹ tạo nghiệp thi. Tại vì bả đâu có lo được cho con. Như ông chồng Sáu này giờ đâu còn ở nhà nữa. Đi biển, nghe nói đi biển mà. Đâu được mấy triệu, ta cho được mấy triệu, chồng ôm đi nhậu đó. Đó là chồng trước. Quay lên đó. Chồng trước là ông già cũng bé Ngọc á. Tại nhiều chồng á, ai biết chồng nào. Nhiều chồng quá. Ông đâu có ở cái ngõ này đâu. Thì tới hồi biết. Mà nó chết ông ra, ông nhìn nhận đó là ông già chứ ông ấy chết thôi mẹ nó từ hồi nó có mấy tháng. Nghe nói có ai tháng mấy gì vậy? Thôi mẹ nó hồi có mấy tháng, bây giờ nó chết rồi biết thế nào người ta cũng lại người ta cho tiền ra đứng ra nhìn cha. Cha không có trách nhiệm mà nói cha. Cha gì ai đưa tiền cho cha nó chứ tôi không đưa rồi, tôi nói thiệt ạ. Cô đây cô thấy cũng bức xúc nè. Trời ơi vậy chứ gì mình làm người đó, như cái đợt mà tôi mà mấy cái clip ra nó thèo lẻo nó trời chuyện nghe mình thấy nè, mà thằng này cũng ma lanh lắm nè. Cái sáng lại đùng cái nghe nói bỏ mấy triệu bạc cả chục triệu đi nhậu hết trơn. Trời ơi mấy người dân ở bên bản ta bức xúc luôn á. Hôm bữa nghe anh nói là đi mướn vỏ mướn đồ là hết kinh phí rồi. Trời ơi có mướn nhưng mà mướn đâu có nhiều đâu, mướn vài triệu bạc rồi đổ xăng cho người ta chạy vòng vòng vậy nè mà nước nó đổ dữ lắm.
nó chảy ra ngoài kia chứ không có chảy gì đây. Không, mà lúc nào con thấy nó đổ ra biển nha con. Ừ, nó lúc nó chết á là ngay bữa nó chết cũng nước dòng vậy nè. Nhưng mà cái cống ngoài kia người ta mở thì nó phải chảy ra chứ. Mà 2-3 ngày sau mới đi kiếm ở đây không thì sao gặp được. Trong 2-3 ngày đó nó còn nổi. Nhưng mà phải nổi là phải đi ra ngoài hòn tre, đi dài ngoài biển ngoài đó, chạy đi kiếm ngoài rồi. Dạ. Thế ở đây là không có ở đây được đâu. Chết thì chết chứ nước nó chảy như vậy nè. Mình xuống ra mình biết lội nè. Mà nó còn nữa. Trôi đi nữa. Dạ. Chứ đừng nói. Dạ mình phóng xuống đi trôi cái một ra biển luôn. Ra biển luôn. Cống bây giờ đang xả đó là trôi thẳng ra biển luôn à. Chứ đâu phải là tôi có giờ... cháu nè. Hồi đó nó cũng hơi khùng khùng. Nó tuốt trên ngang cái chỗ cái nhỏ chết đó nhưng mà xích xuống đây chút. Nó cởi quần áo nó bỏ đó nó lấy cây nó cặm đó. Mà chiều ha là nước tiểu lòng nó lội đây qua bên đó mà nó trôi tới xuống tới đầu cầu đó. Yeah. Nó biết lội ha, mà nó lên bờ là nó đi qua tới đường Lê Thiện cấm bển. Nó là vậy đó, mà người ta bển người ta gặp người ta cho hay mà lội qua là kiếm rồi nó lội đâu không biết. Nó lội về. Nó lội về ha, là nó thả tàu không mà nước lớn nó trôi lên đó là nó thả tàu từ đầu cầu đẳng á mà nó trôi lên tới trên này nè. Nó khùng nhưng mà nó biết lội. Yeah. Nó lớn rồi, nó 20 tuổi, 20 tuổi rồi. Còn đường này đứa nít không biết lội mà nó té xuống là nó nổi, nó uống nước không à, nó đã chìm mà. Chứ đừng nói gì tới cái gì hết trơn. Biết lội xuống đây nè, lội cũng không được nữa. Nước nó chảy quá nè, đạp gì nổi. Hôm giờ đi tìm kiếm trong vô vọng không? Kiếm gì trời ơi, 3 ngày 4 ngày đó kiếm được thôi chứ nữa là đừng kiếm. Giờ hy vọng ra mấy cái đám lục bình hoặc là không. Mấy cái mé biển nữa thì còn giờ. Bây giờ thịt da thì nó giả rồi, mười mấy ngày rồi nó giả ra rồi nó chìm xuống. Kiếm gì nổi nữa mà kiếm.